Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt. Trên video anh em đang theo dõi đây là chiếc Peugeot 2008, một chiếc xe trực thuộc phân khúc B SUV với tầm tiền cạnh tranh với Honda HR-V, Kia Seltos, Toyota Cross và một số những thương hiệu xe khác. Và Peugeot 2008 là thương hiệu xe của Pháp, được lắp ráp và phân phối với hai phiên bản cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Peugeot 2008 bản Active, phiên bản thứ hai đó là Peugeot 2008 bản GT Line. Và đặc thù của xe Peugeot trực thuộc của hệ thống Taco đó là phân vùng thị trường. Anh em đăng ký xe ở đâu có đại lý của Kia, Mazda hoặc Peugeot rồi thì anh em chỉ được phép mua xe tại đó. Và đại lý của em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào đăng ký xe ở Hà Nội. Và tại thời điểm trong tháng 7 này, giá xe đã có những động thái là giảm giá. Và cụ thể chi tiết như thế nào thì mời anh em cùng xem chi tiết video. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đó là Peugeot 2008 bản Active. Giá niêm yết của nhà máy là 769 triệu và giá bán tại thời điểm đầu tháng 7 này cho anh em là 742 triệu. Với cái giá 742 triệu này thì anh em đang được hỗ trợ là 27 triệu tiền mặt so với cái giá niêm yết, và nếu so với tháng 6 thì anh em đang được giảm thêm 5 triệu nữa. Anh em lưu ý cái giá này là em đã trừ hết những cái khuyến mại, em chiết khấu ra tiền mặt tặng anh em. Và với cái giá bán là 742 triệu thì chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội thì sẽ là 856 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 841 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 837 triệu và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 821 triệu. Chi phí lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có liệt kê trên màn hình để anh em thể theo dõi. Cụ thể đó là lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, lệ phí bảo hiểm dân sự bắt buộc, lệ phí bảo trì đường bộ 12 tháng, phí đăng kiểm, chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những cái phụ phí khác. Anh em lưu ý cho em, những cái phụ phí ở đây nó gồm có chi phí đăng ký và công dịch vụ nhân viên đi làm thủ tục cho anh em. Những cái đó thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng tại đại lý hoặc showroom mà anh em mua xe. Và em ở Hà Nội, em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội. Và anh em cần cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói thì chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi qua Zalo cho anh em và số điện thoại em để góc phía trên phải màn hình kia. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Peugeot 2008 bản Active tại thời điểm này, áp dụng tại đại lý bên em đang có ngân hàng hỗ trợ tối đa cho anh em là 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là 630 triệu, thời gian vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Và cái mức lãi suất năm đầu anh em đang được hưởng ưu đãi là 0,7% trên một tháng. Từ năm thứ 2 trở đi, lãi suất sẽ theo biên độ của ngân hàng và tại thời điểm hiện tại, biên độ nó sẽ là 0,9% trên một tháng. Và có nhiều ngân hàng liên kết với đại lý bên em để anh em lựa chọn. Và vấn đề để lựa chọn ngân hàng phù hợp với anh em đó là tùy vào tình hình tài chính. Anh em chứng minh được nguồn thu hay là không chứng minh được nguồn thu, anh em lao động tự do hay là anh em làm công nhân viên chức có bảng lương, lương chuyển khoản rõ ràng thì cũng sẽ có những ngân hàng có cái mức lãi suất ưu đãi hơn so với mức lãi suất mà em giới thiệu trong video này. Nhưng mà những cái đó thì em sẽ tư vấn chi tiết cho cá nhân từng anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ anh em. Và với gói vay tối đa 85% sẽ tương đương với số tiền là 630 triệu, thời gian vay tối đa 8 năm, tối thiểu 3 năm. Mức lãi suất như vừa em chia sẻ thì cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán cho em cụ thể như sau. Trong tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán khoảng 10,9 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,5 triệu, lãi suất tháng đầu tiên là 4,4 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em, kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em để góc phía trên phải màn hình kia, em sẽ gửi cái bảng kê đó qua Zalo cho anh em. Với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội, anh em cần chuẩn bị là 225 triệu, anh em ở Sài Gòn anh em cần chuẩn bị là 210 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% anh em cần chuẩn bị là 206 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% anh em cần chuẩn bị là 191 triệu. Và vì ngay từ đầu em đã chiết khấu ra tiền mặt để tặng anh em rồi nên khi anh em mua trả góp anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ, và cái giá trị bảo hiểm thân vỏ lúc đầu chỉ giá là 10,3 triệu. Những năm tiếp theo anh em còn vay ngân hàng thì anh em vẫn sẽ còn bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ, nhưng cái giá trị bảo hiểm thân vỏ nó sẽ thấp hơn so với những năm trước. Về nguồn cung hàng hóa của chiếc Peugeot 2008 bản Active tùy thuộc vào màu xe và anh em xem view của em tại thời điểm nào, anh em có nhu cầu anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ cập nhật được kho xe tại thời điểm đó và báo cho anh em. Anh em lưu ý em chỉ hỗ trợ tốt nhất cho những anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội thôi ạ. Còn những anh em ở tỉnh khác anh em có thể tham khảo cái giá bán cũng như là cái chi phí lăn bánh em có tính cho anh em, từ đó thì anh em có thể cân đối tài chính của mình
anh em cảm thấy phù hợp thì ra trực tiếp đại lý hoặc showroom Peugeot tại địa phương mà anh em sinh sống và đăng ký xe để đàm phán giá cả cũng như là ký hợp đồng. Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản cao cấp của Peugeot 2008, đó là phiên bản GT Line, giá niêm yết của nhà máy là 849 triệu, và tại thời điểm trong tháng 7 này anh em đang được hỗ trợ khuyến mại quy đổi ra là 28 triệu tiền mặt, cụ thể giá bán là 821 triệu. Nếu so với thời điểm tháng 6 thì anh em đã được giảm thêm 5 triệu tiền mặt nữa, và với cái giá bán mới là 821 triệu, em cũng đã tính cái chi phí lăn bánh tại địa phương để anh em tham khảo và cân đối tài chính của mình. Cụ thể anh em ở Hà Nội sẽ là 945 triệu, anh em ở Sài Gòn sẽ là 927 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% sẽ là 925 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% sẽ là 908 triệu. Chi phí lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, em có liệt kê lại trên màn hình để anh em tiện theo dõi. Chưa có bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác, anh em lưu ý cho em. Và anh em nào cần cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói tại Hà Nội thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi cho anh em bảng kê, anh em tham khảo và cân đối tài chính. Và hiện tại áp dụng tại đại lý bên em, anh em đang được vay ngân hàng tối đa là 85% giá trị xe. Đối với chiếc 2008 GT Line, anh em được vay là 697 triệu, thời gian vay tối đa 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với gói vay 8 năm thì em cũng đã tính cái gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán. Áp dụng cho đó là ngân hàng VPBank. Đây là ngân hàng cho anh em cái gói vay tối đa 85%, không phải chứng minh nguồn thu, không phải về nhà thẩm định và duyệt hồ sơ rất là nhanh. Và với gói vay 8 năm thì gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 12,1 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 7,2 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên là 4,8 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và cái mức lãi suất em có chia sẻ trên màn hình, anh em tiện theo dõi đi ạ. Anh em nào cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê qua Zalo để anh em tham khảo. Với gói vay tối đa như em chia sẻ đến anh em thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 247 triệu, anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 230 triệu, anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 227 triệu, và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% anh em cần chuẩn bị là 210 triệu. Vì anh em mua trả góp bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Peugeot 2008 bản GT Line năm đầu tiên trị giá là 11,4 triệu. Về nguồn cứu hàng hóa của 2008 GT Line tại thời điểm này, em xin nhận ký chờ các màu giao xe thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 dương lịch, anh em lưu ý cho em. Và cụ thể anh em cần bản nào màu gì thì anh em chủ động liên hệ trực tiếp với em khi mà anh em xem video này. Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng như là nguồn cung hàng hóa của hai phiên bản Peugeot 2008 tại thời điểm tháng 7 này. Trong tháng 7 nếu giá xe có thay đổi em sẽ cập nhật lại cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như chiếc Peugeot 2008 nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.